thời xưa rất là xưa, em nghe ông kể lại rằng làng ta có con trâu già chuyên nằm núp dưới bóng đá. Ngày trâu rất ngoan hiền nha, hay ăn nhưng làm không lười. Con trâu là đầu gươm hiền, là bạn của nhà nông ta. Nằm núp dưới bóng đá, ngoài trâu rất ngoan hiền nha, hay ăn nhưng làm không lười. Con trâu là đầu gươm hiền, là bạn của nhà nông ta. Nằm núp dưới.